hình với tỷ số hoa. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay tài đấu tài năng. Với vòng thi này thì mình không cần phải chơi nữa chứ ạ. Đó, đây là một cái vòng mà gọi là đặc biệt dành cho khách mời thôi. Với vòng này thì nhóm BO6 sẽ gửi cho chị một phần trình diễn. Và lần này là sẽ là do ba nam của nhóm BO6 gửi cho chị một phần nhảy thật là sôi động. Và mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục này nhé. Đây là hai bàn tay trắng sẽ cho mày thấy nè. Đi lên trong cố gắng để mai này tiến xa. Năm châu đang hướng đến và muốn được bước qua. Nên tao xuyên luôn mưa ngâu hay cái nắng cháy à. Yo, vì cuộc sống này đâu ai tìm ra được chính xác một câu trả lời thích đáng. Ngôn luận đây nhàm chán lặp lại khiến người nghe thêm rã rời. Hey, ai trả lời? Hey, nó ở đâu? Bản thân là kẻ thù lớn nhất tao cần phải đối đầu. Trên từng phút giây đang phút phút bay bay. Thời gian không đứng cứng đây đâu, đứng đứng ở đây lâu. Viết tiếp thôi vì ta sắp bước sang bàn cất mất cầu mong. Từ giả chuỗi ngày đáng ghét chỉ lo toàn những chuyện không đâu. Sống khát khao cho ta khác biệt, sống lớn sẽ khắc nghiệt. Ước muốn là bất diệt, ác dám sẽ ác tiến. Những biến chuyển thật nhanh có lúc thật chậm để cân bằng. Có lúc đầy gian manh, có lúc theo đuổi sự chân thành. Và vì ông trời thấy tao sống sàng nên ông cho, nên ông cho tao thêm dấu sắc. Từ cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng, muốn đi lên bản thân phải sắc tao. Let's go. Ok âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Ok nếu không còn tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Hey đây là thứ kích thích mày kiếm thêm paper. Hey tên tụi tao là chủ đề nóng cho hater. Hey đừng để khi khó không có chỗ cho nó sợ. Hey cho đời gian xạo nên tiểu nhân đắc chí à. Chưa rõ thật hư thoáng qua tai mà nhiều người tin tới mất trí. Mà nói chỉ cần đủ tiền cất ví là mọi chuyện từ không ác lý. Tuy là mang tiếng thơm nhưng miệng mồm ở trong hố xí. Nào mà cứ từ từ từng bước đi không cần ham. Vì người sau người trước đều bằng, nhưng nếu mày tham thì thâm túy tâm ý gửi đến cho tam kỳ. Tao sẽ sống với thứ tao muốn và rèn ý chí này gan lì. Cũng vì ông trời, vì ông trời thấy tao vẫn đang nên ông cho, nên ông cho tao thêm dấu sắc à. Vì cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng, muốn đi lên bản thân phải sắc nào. Let's go. Ok âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Ok nếu không còn tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Hey đây là thứ kích thích mày kiếm thêm paper. Hey tên tụi tao là chủ đề nóng cho hater. Khi khó không có chỗ cho nó sợ. Hey xem vào sắc là sẽ sợ hết đôi mày mờ.